Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai cái nội dung còn lại của phần sinh thái học, đó là hệ sinh thái và sinh quyển. Phần thứ nhất là hệ sinh thái, ta tìm hiểu ba cái nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm về hệ sinh thái, thứ hai là trao đổi vật chất trong hệ sinh thái, và thứ ba là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Đầu tiên ta tìm hiểu khái niệm về hệ sinh thái. Thì đây là thành phần của một hệ sinh thái, bao gồm sinh cảnh là các yếu tố vật lý, ví dụ như ánh sáng, khí hậu, đất, nước, sinh vật. Và thành phần thứ hai đó là quần xã sinh vật, hay là thành phần hữu sinh. Thì giữa thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh này có sự tác động qua lại với nhau, tạo thành một cái thể thống nhất, hoàn chỉnh, thì được gọi là một hệ sinh thái. Như vậy ta có khái niệm hệ sinh thái là bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Thứ hai là các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái. Thì qua cái sơ đồ đó thì chúng ta cũng biết được thành phần cấu trúc của hệ sinh thái gồm hai thành phần. Thứ nhất là thành phần vô sinh là môi trường vật lý, sinh cảnh đó là gồm các cái chất vô cơ, chất hữu cơ, các yếu tố khí hậu, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, vân vân. Thành phần thứ hai là thành phần hữu sinh, đó chính là quần xã sinh vật. Và người ta chia các cái sinh vật này theo ba cái nhóm dựa vào cái kiểu dinh dưỡng của nó. Cái nhóm thứ nhất được gọi là sinh vật sản xuất. Đây là cái nhóm sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, chủ yếu là thực vật và một số vi sinh vật tự dưỡng. Cái nhóm thứ hai là sinh vật tiêu thụ. Thì nhóm này không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, mà phải lấy chất hữu cơ qua cái thức ăn, đó là các loài sinh vật khác. Và cái nhóm thứ ba là sinh vật phân hủy hay là sinh vật phân giải. Thì các cái loài này nó có kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng ngoại sinh, thì nó sẽ phân giải xác của các sinh vật khác để lấy cái chất hữu cơ, thì bao gồm chủ yếu là vi khuẩn và nấm. Như vậy ta có thành phần, hai thành phần chính là thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Thì một cái hệ sinh thái nó có kích thước rất là đa dạng, có thể từ một giọt nước ao hồ cũng được xem là một hệ sinh thái, bởi vì nó thỏa hai điều kiện, đó là bao gồm cái thành phần vô sinh, thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Ở đây thì mấy em thấy trong một cái giọt nước ao hồ nó có rất nhiều cái quần thể sinh vật khác loài, nên nó tạo thành quần xã. Để trên cái hình này ta thấy các cái loài vi sinh vật, các cái loài giáp xác, động thực vật, phù du. Như vậy nó đã thỏa cái điều kiện là bao gồm phần vô sinh là môi trường nước và các cái quần thể sinh vật tạo thành cái thành phần hữu sinh, đó chính là quần xã sinh vật. Hay một hệ sinh thái lớn nhất đó chính là sinh quyển hay là trái đất. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu cái phần thứ nhất là khái niệm, rồi thành phần, và tiếp theo là cái phần thứ ba là ta phân loại hệ sinh thái tùy theo mục đích nghiên cứu và tùy theo các cái tiêu chí được đặt ra. Thì người ta có thể phân loại hệ sinh thái thành hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo. Như vậy hệ sinh thái tự nhiên thì ở đây thầy có một cái ví dụ, đó chính là hệ sinh thái của một cái rạn san hô. Thì mấy em thấy hệ sinh thái tự nhiên thì nó rất đa dạng về loài. Còn hệ sinh thái nhân tạo, ví dụ đây là một cái đồng lúa, thì mấy em thấy số lượng loài của nó ít hơn nhiều. Và chủ yếu người ta sẽ lựa các cái loài mà nuôi trồng nó có hiệu quả kinh tế và phù hợp với cái điều kiện môi trường ở địa phương. Như vậy dựa vào nguồn gốc của nguồn năng lượng hay là dựa vào sự điều chỉnh sự ổn định của cái hệ sinh thái, người ta có thể chia ra là hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo. Thì trong hệ sinh thái tự nhiên, người ta có thể chia thành hệ sinh thái sinh cạn, hệ sinh thái dưới nước. Về hệ sinh thái dưới nước thì có hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn, vân vân. Có rất nhiều cái cách để phân chia tùy vào tiêu chí và cái mục đích nghiên cứu. Như vậy cái nội dung thứ nhất là chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm, thành phần và phân loại hệ sinh thái.
sang cái nội dung thứ hai là sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về chuỗi thức ăn. Ta có một cái ví dụ về chuỗi thức ăn thì gồm có 5 cái loài. Đầu tiên là cái cây ngô, thứ hai là sâu ăn lá ngô, thứ ba là nhái, thứ tư là rắn hổ mang và thứ năm là diều hâu. Thì mấy em thấy trong một cái chuỗi thức ăn này, mỗi loài được xem như là một mắt xích và nó gắn với nhau bởi cái mối liên hệ là vật ăn thịt và con mồi tạo thành một cái chuỗi nên gọi là chuỗi thức ăn. Trong đó mỗi một loài sinh vật nó có nguồn thức ăn là cái mắt xích phía trước và nó lại là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau. Ở như vậy người ta đưa ra khái niệm về chuỗi thức ăn rất là đơn giản. Chuỗi thức ăn là bao gồm nhiều loài có mối quan hệ về dinh dưỡng, cụ thể hình ảnh này nói là vật ăn thịt và con mồi. Trong đó mỗi loài là một mắt xích, nó vừa cái tiêu thụ cái mắt xích phía trước, nó vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước và vừa là cái nguồn thức ăn của mắt xích phía sau. Bây giờ ta thấy sâu thì nó sử dụng cái cây ngô làm thức ăn và nó lại là thức ăn của nhái. Đó là cái khái niệm về chuỗi thức ăn. Thứ hai là phân loại về chuỗi thức ăn. Thì mấy em quan sát đây, ta có hai cái loại chuỗi thức ăn, là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất. Như vậy mà ta có tìm hiểu sinh vật sản xuất đó chính là ngô thực vật. Và cái loại chuỗi thứ hai là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn vả hữu cơ. Trong cái ví dụ này ta thấy đây có dung đất thì nó sẽ ăn các cái chất hữu cơ đã được phân giải là mùn vả hữu cơ. Ta có hai loại chuỗi thức ăn, các em. Như vậy thầy nhắc lại, chuỗi thức ăn là bao gồm nhiều loài sinh vật, trong đó mỗi loài là một mắt xích, có thức ăn là cái mắt xích phía trước, vừa là cái thức ăn của mắt xích phía sau. Tiếp theo, ta tìm hiểu khái niệm về lưới thức ăn. Như vậy mấy em quan sát ở trên đây, trên cái lưới thức ăn này, thì chúng ta có cái chuỗi thức ăn thứ nhất là hạt dẻ, sóc, rồi tới trăng. Cái chuỗi thứ hai cũng bắt đầu từ hạt dẻ, rồi sóc, rồi diều hâu, hoặc là đại bàng. Chuỗi thứ ba là cái nón thông, rồi xén tóc, rồi thằn lằn, rồi trăng. Chuỗi thứ tư là nón thông, xén tóc, chim gõ kiến, rồi diều hâu. Chuỗi thứ năm là nón thông, xén tóc, chim gõ kiến và trăng. Như vậy đây là một lưới thức ăn. Như vậy ta có khái niệm về lưới thức ăn là bao gồm nhiều chuỗi thức ăn, nhưng mà phải là các cái chuỗi thức ăn này có các cái mắt xích chung. Ví dụ đây mấy em thấy chuỗi 1 và chuỗi 2 có cái mắt xích chung là hạt dẻ và sóc. Chuỗi 3, chuỗi 4, chuỗi 5 thì nó có cái mắt xích chung chính là cái nón thông. Và mỗi cái chuỗi này nó đều có một hoặc vài mắt xích chung. Như vậy ta có khái niệm lưới thức ăn là gồm nhiều chuỗi thức ăn mà các chuỗi thức ăn này có nhiều mắt xích chung. Nên mấy em thấy đây là một cái dạng câu hỏi thường hay cho trong các cái đề thi đại học gần đây, năm nào cũng có cho một cái lưới thức ăn cho các cái phát biểu, mấy em xác định được trong đó nó có bao nhiêu chuỗi thức ăn và các loài trong này nó thuộc các cái vật dinh dưỡng nào. Do đó mình tìm hiểu tiếp theo cái phần lưới thức ăn thì chúng ta thấy tùy theo cái hệ sinh thái và cái số lượng loài trong mỗi hệ sinh thái thì cái lưới thức ăn nó có thể có số lượng loài ít hoặc có thể là có số lượng loài nhiều. Như vậy cái hệ sinh thái nào mà có càng nhiều loài thì cái lưới thức ăn này nó càng phức tạp, có nghĩa là gồm nhiều chuỗi thức ăn hơn thì nó mang tính ổn định cao hơn. Như vậy quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp và nó ổn định. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về bậc dinh dưỡng và hình tháp sinh thái. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về bậc dinh dưỡng. Thì mấy em thấy các cái sinh vật sản xuất là lá, quả, hạt thì nó cùng một cái mức năng lượng nên nó được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1 và được gọi là sinh vật sản xuất.
Và tiếp theo là các cái loài mà sử dụng sinh vật sản xuất làm thức ăn như chuột, chim, ếch, bướm, sóc này, thì những cái loài này được gọi là bậc dinh dưỡng cấp 2 và nó là sinh vật tiêu thụ bậc 1, bởi vì nó không tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất hữu cơ mà phải lấy chất hữu cơ từ cái thức ăn của nó, là các cái sinh vật sản xuất ở bậc dinh dưỡng cấp 1. Bậc dinh dưỡng cấp 3 hay là các sinh vật tiêu thụ bậc 2 là bao gồm các cái loài mà nó sử dụng sinh vật ở bậc dinh dưỡng cấp 2 làm thức ăn. Bậc dinh dưỡng cấp 4 là các cái loài sinh vật tiêu thụ bậc 3 thì nó sử dụng các cái loài ở bậc dinh dưỡng cấp 3 làm thức ăn. Như vậy đã có khái niệm về bậc dinh dưỡng. Các loài cùng mức dinh dưỡng thì hợp thành một bậc dinh dưỡng. Và để quan sát được cái mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã thì người ta xây dựng các tháp sinh thái để người ta có thể quan sát được hết và có thể dự đoán được cái quần xã nó đang ở trạng thái nào. Thì cái tháp sinh thái là bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau. Các hình chữ nhật này có chiều cao bằng nhau, còn chiều dài thì khác nhau, biểu thị độ lớn của mỗi mặt dinh dưỡng. Thì cái độ lớn của nó có thể là số lượng, có thể là khối lượng hay là sinh khối, hoặc là tháp năng lượng. Như vậy ta có 3 cái dạng tháp. Để em tìm hiểu các cái khái niệm này thì ta sẽ xem 2 cái ví dụ. Thứ nhất là tháp sinh khối, có nghĩa là tất cả các loài ở bậc dinh dưỡng thứ nhất thì người ta biểu thị bằng một cái hình chữ nhật. Mấy em thấy hình chữ nhật cái chiều cao thì là bằng nhau. Thứ hai là các cái loài ăn sinh vật sản xuất hay là sinh vật tiêu thụ bậc một thì được biểu thị bằng một cái hình chữ nhật xếp chồng lên. Như vậy ta thấy cái tháp sinh khối này đang ở dạng chuẩn, có nghĩa là đáy là rộng và nó sẽ hẹp dần lên tới đỉnh. Đó là ở cái tháp sinh khối ở hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên, đối với cái tháp sinh khối ở hệ sinh thái ao hồ thì mấy em thấy nó có dạng đây là đảo ngược. Thì mình thấy cái chiều ngang của cái bậc dinh dưỡng thứ nhất là sinh vật sản xuất thì nó lại nhỏ. Còn cái bậc dinh dưỡng tiếp theo là các cái loài giáp xác, nó ăn động thực vật phù du này, thì nó lại có khối lượng lớn hơn. Thì người ta có thể giải thích được là bởi vì cái khả năng sinh sản của cái bậc sinh vật sản xuất này là thực vật phù du thì nó có khả năng sinh sản rất là nhanh. Do đó tại ở một thời điểm nhất định thì mặc dù là khối lượng của nó là nhỏ hơn so với các cái sinh vật tiêu thụ bậc một, tuy nhiên do khả năng sinh sản nhanh nên nó vẫn đáp ứng được. Đó thì mấy em thấy tháp sinh khối hay là tháp số lượng thì tùy theo cái hệ sinh thái, nó có thể ở dạng chuẩn. Mấy em thấy trường hợp thứ nhất có nghĩa là đáy lớn, đỉnh thì sẽ hẹp dần. Trường hợp thứ hai đó là nó ở cái trạng thái không ở dạng chuẩn, nó bị lộn ngược. Chúng ta hay dùng từ lộn ngược đó là do cái đặc tính của các cái loài ở trong đó. Còn cái tháp số lượng nó cũng có thể ở trạng thái lộn ngược nếu như trong đó có loài ký sinh. Tiếp theo là cái tháp thứ ba là tháp năng lượng. Thì mấy em thấy tháp năng lượng nó luôn ở dạng chuẩn, bởi vì nếu nó không ở dạng chuẩn thì quần xã này không thể tồn tại được. Sinh vật sản xuất thì phải cung cấp đủ năng lượng cho cái sinh vật tiêu thụ bậc một, đó là động vật ăn cỏ. Động vật ăn cỏ phải cung cấp đủ năng lượng cho cái động vật ăn thịt cấp 1. Và tương tự thì động vật ăn thịt cấp 2, động vật ăn thịt cấp 1 phải cung cấp đủ năng lượng cho động vật ăn thịt cấp 2. Rồi nếu như trong đây nó không tuân theo cái dạng chuẩn thì xem như quần xã nó sẽ không tồn tại được. Do đó tháp năng lượng luôn ở dạng chuẩn. Như vậy chúng ta tìm hiểu tiếp tới cái phần vật chất tuần hoàn chất trong hệ sinh thái. Rồi ta tìm hiểu một số chu trình sinh địa hóa. Có ba cái, ta tìm hiểu ba cái chu trình. Đó là chu trình carbon, chu trình nitơ, chu trình nước. Tuy nhiên nó còn rất nhiều chu trình khác các em. Đầu tiên là chu trình carbon. Thì mấy em thấy
cái nguồn carbon được tạo ra là do chúng ta đốt cháy các cái nhiên liệu hóa thạch hoặc là do hô hấp của các cái sinh vật. Đó, kể cả thực vật và động vật thì khi hô hấp đều tạo ra cái CO2. Thì CO2 này nó sẽ đi vào cái nguồn xả hay là đi vào hệ sinh thái thông qua cái sinh vật sản xuất có khả năng quang hợp, đó là thực vật. Đó, để tổng hợp nên các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ này được thực vật nó tiêu thụ một phần. Người ta gọi đó là sản lượng sinh vật sơ cấp. Sau đó, cái chất hữu cơ này được các cái loài động vật nó tiêu thụ thì nó sẽ tạo ra cái sản lượng sinh vật thứ cấp. Sau khi nó tiêu thụ rồi thì kể cả thực động vật đều chết và được phân giải thành các cái nhiên liệu hóa thạch tích tụ lại và nó được đốt cháy thì nó cũng tạo ra CO2. Như vậy mấy em thấy nó đi theo một cái chu trình, nên ta gọi là chu trình tuần hoàn vật chất. Thì ở đây có hai cái điểm lưu ý em. Cái lưu ý thứ nhất là CO2 nó đi vào là thông qua quá trình quang hợp, có nghĩa là carbon đi vào dưới cái dạng là carbon dioxide là CO2, và nó được trả lại thông qua quá trình hô hấp, thông qua cái quá trình đốt nhiên liệu. Và chúng ta thấy có một cái hiện tượng người ta gọi là hiệu ứng nhà kính hiện nay nó gây ô nhiễm, làm cho nó lủng cái tầng ozone, là do chúng ta sử dụng quá nhiều cái nhiên liệu hóa thạch, nó tạo ra quá nhiều cái CO2 và thực vật nó không thể sử dụng hết, làm lủng cái tầng ozone, làm cho cái nhiệt độ của trái đất nó tăng lên và cái kết quả là băng ở hai đầu cực nó tan, hiệu ứng nhà kính. Và để giảm hiệu ứng nhà kính thì chúng ta tiết kiệm sử dụng, hạn chế sử dụng cây xanh, cây xanh sẽ hấp thụ CO2. Cái chu trình tiếp theo là chu trình nitơ, đây là cũng là một cái chu trình quan trọng, cũng hay cho trong các cái đề thi. Để ta lưu ý là nitơ trong khí quyển là dạng nitơ phân tử N2 thì cây không hấp thụ được và nó chiếm cái thể tích rất là lớn là khoảng 79%. Thì nitơ phân tử này nó có thể được chuyển thành cái dạng nitơ dạng khoáng mà cây hấp thụ được, đó là NH4 cộng muối amoni và NO3 trừ là muối nitrat. Muốn chuyển được thì nó phải nhờ hai con đường. Con đường thứ nhất người ta gọi là con đường cố định nitơ phân tử hoặc con đường vật lý, để nhờ năng lượng trong các cái tia sắc chớp. Và con đường thứ hai người ta gọi là con đường sinh vật, là nó được chuyển hóa bởi các cái vi sinh vật có lợi, người ta gọi là vi khuẩn cố định đạm hay là vi khuẩn cố định nitơ. Thì các loài vi khuẩn này nó có thể sống cộng sinh ở trong cái nốt sẵn của cây họ đậu, hoặc là nó có thể sống tự do, hoặc là cái con đường thứ ba để chuyển hóa cái nitơ phân tử này thành dạng đạm mà cây hấp thụ được, đó là do con người, là quá trình sản xuất đạm. Như vậy có mấy cái điểm em lưu ý. Thứ nhất là nitơ phân tử nó được chuyển hóa thành hai dạng mà cây hấp thụ được là NH4 cộng và NH3 trừ. Thứ hai là cái dạng khoáng nitrat mà cây có thể hấp thụ được, nó có thể bị tạo thành nitơ phân tử do cái quá trình phản nitrat các loại vi khuẩn trị khí, do đó để hạn chế mất cái nitơ mà cây hấp thụ được, mất cái lượng đạm của cây đó, thì chúng ta phải làm cho đất tơi xốp để hạn chế sự phát triển của các cái vi khuẩn có hại còn kỳ khí. Và lưu ý là hai cái dạng hấp thụ là NH4 cộng và NH3 trừ, đó là cái chu trình nitơ. Dựa vào cái chu trình nitơ để làm tăng năng suất cây đậu, để chúng ta trồng các loại cây họ đậu, bởi vì nó có chứa các cái vi sinh vật có lợi
cố định đạm, khi nó sống cộng sinh trong nấm sàn cây hồi đậu, hoặc là nó sống cộng sinh bèo hoa dâu trong các ruộng lúa, hoặc là người ta có thể cung cấp thêm các cái vi sinh vật cố định đạm thông qua các cái chế phẩm sinh học. Đó là chu trình nitơ. Cái chu trình thứ ba là chu trình nước. Chúng ta tìm hiểu chu trình nước để chúng ta hiểu đây là một cái nguồn tài nguyên tái sinh mà chúng ta sử dụng quá lãng phí. Nên hiện nay có trường hợp là bị hạn và mặn ở Bến Tre, ở Sóc Trăng, ở Trời Vinh, ở Tiền Giang, ta nghe báo đài nó rất là nhiều, chúng ta sử dụng mà không có tiết kiệm. Thì nước là một cái dạng vật chất nên nó cũng đi theo vòng tuần hoàn. Chúng ta thấy nước trong đại dương, nước ở các cái sông ao hồ nó bốc hơi lên, ngưng tụ thành mưa và nó rơi trở lại. Và nước này nó được các cái loài sinh vật nó hấp thụ để tổng hợp ra các chất hữu cơ làm nguyên liệu. Và nước có vai trò cực kỳ quan trọng. Và sau khi cái sinh vật hấp thụ thì nó cũng trả lại môi trường, bốc hơi, sau đó cũng ngưng tụ và rơi xuống thành mưa, rơi xuống ao hồ, nó ngâm trong các lớp đất đá. Nhưng mà ta thấy là vật chất thì được tuần hoàn theo cái chu trình, người ta gọi là chu trình tuần hoàn vật chất. Thì gắn với tuần hoàn vật chất thì nó vuông gắn với năng lượng. Thì mình hay nói là chuyển hóa vật chất và năng lượng, bởi vì vật chất là có mang năng lượng nên không thể tách rời. Nhưng năng lượng thì mấy em thấy đây là gọi là dòng năng lượng, và cái năng lượng chủ yếu đó là chính là năng lượng ánh sáng mặt trời được cái sinh vật sản xuất, đó chính là chủ yếu là thực vật, nó chuyển hóa thành chất hữu cơ đó. Và cái năng lượng này được tích lũy trong chất hữu cơ này được truyền lên cho các cái bậc dinh dưỡng. Chúng ta thấy nó đi theo một chiều từ sinh vật sản xuất đến sinh vật tiêu thụ, và nó mất đi dưới cái dạng nhiệt thông qua quá trình hô hấp. Sinh vật nó sẽ tạo thành chất hữu cơ và nó phân giải chất hữu cơ này để tạo ra năng lượng. Năng lượng này mất đi với hô hấp này, hoặc là nó mất đi với cái phần là rơi rụng này, nó mất đi với chất thải này. Như vậy ta có cái năng lượng cung cấp chủ yếu đó chính là năng lượng mặt trời, và được cái loài đầu tiên hấp thụ sử dụng đó chính là sinh vật sản xuất. Thứ hai là năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng và bị mất đi qua hô hấp, mất đi qua các cái phần rơi rụng, mất đi qua chất thải. Và cái phần năng lượng này được truyền lên rất ít. Và năng lượng được truyền từ cái bậc dinh dưỡng phía trước ra cái bậc dinh dưỡng phía sau thì được gọi là hiệu suất sinh thái. Như vậy thì có phần tiếp theo là hiệu suất sinh thái. Năng lượng đầu vào, cái này ta nói là năng lượng mặt trời, được cái sinh vật sản xuất chuyển hóa, thì năng lượng nó sẽ sử dụng 70%, tích lũy 10%, mất đi qua chất thải rơi rụng 10%, và truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn là khoảng 10%, em nhớ là khoảng ha. Và 10% này được gọi là hiệu suất sinh thái. Và hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 90% năng lượng bị tiêu hao, chỉ khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. Do đó mấy em thấy là trong cái chuỗi thức ăn nó không thể dài được. Trên cạn thì 4 đến 5 bậc, còn dưới nước thì 6 đến 7 bậc. Thì liên quan tới cái hiệu suất sinh thái thì có một cái dạng bài tập cũng hay ra thi trong các cái đề thi trung học phổ thông quốc gia ha em. Thì đó là chúng ta kêu chúng ta tính hiệu suất sinh thái. Thì nó là hiệu suất sinh thái là tỷ lệ phần trăm năng lượng chuyển hóa năng lượng ở bậc dinh dưỡng giữa các bậc dinh dưỡng. Thì mấy em chỉ cần lấy năng lượng ở bậc dinh dưỡng phía sau nhân 100 chia cho năng lượng ở bậc dinh dưỡng phía trước thì đã có hiệu suất sinh thái. Hoặc là mình có ký hiệu, ta ký hiệu cái bậc dinh dưỡng phía sau là CI cộng 1, cái bậc dinh dưỡng phía trước là CI, để ký hiệu hiệu suất sinh thái là EFF. Mình có công thức EFF bằng CI cộng 1 chia cho CI nhân 100. Ví dụ ta cho là sinh vật sản xuất là bậc dinh dưỡng cấp 1
có 1,6 nhân 10 mũ 5 kilocalo để sinh vật tiêu thụ vật 1, sinh vật tiêu thụ vật 2, sinh vật tiêu thụ vật 3. Đó, kêu mình tìm là hiệu suất sinh thái giữa sinh vật tiêu thụ vật 2 với sinh vật tiêu thụ vật 1. Thì mấy em chỉ cần lấy năng lượng của sinh vật tiêu thụ vật 2 là 1,1 nhân 10 mũ 3 chia cho năng lượng của sinh vật tiêu thụ vật 1 là 1,2 nhân 10 mũ 4 và nhân 100. Thì bởi vì ta tính theo đơn vị là phần trăm thì nó sẽ ra được là 9,2%. Đó là hiệu suất sinh thái. Được chưa? Và cái phần cuối cùng đó chính là sinh quyển. Thì phần này rất là dễ, bởi vì các khái niệm này hầu hết ta đã được học ở môn địa lý và được nghe rất nhiều hiện nay trên các cái phương tiện thông tin. Thứ nhất là tìm hiểu khái niệm về sinh quyển. Như vậy mình có trái đất thì nó bao gồm có khí quyển, thủy quyển, khí quyển, thủy quyển, thạch quyển và sinh quyển. Tại sao là một cái dòng nhỏ hơn? Như vậy sinh quyển thì nó là một phần của khí quyển, một phần của thủy quyển, một phần của thạch quyển. Cho nên nói tất cả là nó không đúng. Và trong khí quyển, trong cái lớp khí quyển, trong lớp thủy quyển, trong lớp thạch quyển mà có sinh vật sống thì tập hợp tất cả những cái đó được gọi là sinh quyển. Như vậy ta có sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của trái đất. Cái chỗ nào mà có sinh vật sống thì đó là cái giới hạn của sinh quyển. Và cái giới hạn sinh quyển nó dày khoảng 20 km, bao gồm cái lớp đất dày khoảng vài chục mét. Như vậy trong cái thạch quyển này thì sinh vật nó chỉ sống được vài chục mét thôi em. Và cái lớp không khí hay là khí quyển đó thì nó cao 6 đến 7 km. Và lớp nước đại dương thì 10 đến 11 km thì mới có sinh vật sống, còn sâu hơn nữa là không có. Bây giờ thì đó là sinh quyển ha. Mình thấy là sinh quyển nó là bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trong các lớp đất, nước, không khí. Cái thứ hai là các khu sinh học. Thì trong sinh quyển người ta chia ra rất nhiều khu sinh học. Khu sinh học dưới nước, khu sinh học trên cạn. Thì khu sinh học trên cạn phân chia theo vĩ độ từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. Thì có vùng nhiệt đới thì có cái các hệ sinh thái đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, rồi savan, hoang mạc và sa mạc. Vĩ độ cao hơn ở vùng ôn đới thì có các hệ sinh thái đặc trưng là rừng lá rộng rụng ôn đới, thảo nguyên, rừng địa trung hải. Vùng cận bắc cực thì chỉ có rừng taiga. Vùng bắc cực thì cái điều kiện lạnh khắc nghiệt, chỉ có đồng rêu hạt đới. Như vậy đây là các cái khu sinh học ở trên cạn được phân chia theo vĩ độ từ thấp đến cao. Cái thứ ba là các cái dạng tài nguyên. Thì chúng ta chia làm ba cái dạng tài nguyên. Thứ nhất là tài nguyên vĩnh cửu hay là tài nguyên vô hạn, đó là các cái nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển, địa nhiệt. Thứ hai là các dạng tài nguyên hữu hạn hay là không phải tài nguyên vĩnh cửu, thì người ta có thể chia thành là tài nguyên có thể khôi phục hay là tài nguyên tái sinh. Đó là gồm tài nguyên nước, tài nguyên động vật, tài nguyên thực vật và thổ nhưỡng. Và cái loại thứ ba là tài nguyên không tái sinh hay là không thể khôi phục, là thông tin di truyền và các loại khoáng sản, các cái mỏ, dầu khí v.v. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu các loại tài nguyên này và đặc điểm của nó để sử dụng hợp lý các cái nguồn tài nguyên mà không gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên nó vẫn phải thỏa mãn cái nhu cầu hiện tại, đảm bảo cái sự phát triển của thế hệ tương lai. Thì đó chính là nội dung của phát triển bền vững được thông qua ở Hội nghị về bảo vệ môi trường ở Rio de Janeiro của Brazil năm 1992. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai. Như vậy các giải pháp để phát triển bền vững thì có khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát được sự gia tăng dân số, nâng cao cái chất lượng cuộc sống về vật chất và đặc biệt về tinh thần.
con và đặc biệt là chúng ta phải có cái kiến thức thì mới có thể sử dụng được cái nguồn tài nguyên đó một cách hợp lý nhất. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được tất cả các nội dung của phần sinh thái học, bao gồm cái chương đầu tiên là cá thể và quần thể, chương thứ hai là chúng ta tìm hiểu về nguồn xã, thứ ba là ta tìm hiểu về hệ sinh thái, và thứ tư là tìm hiểu về về sinh quyển. Thì các em cố gắng ta đọc lý thuyết và xem các cái câu trắc nghiệm. Đây là một cái phần chiếm tỷ lệ khoảng 20% trong đề thi trung học phổ thông quốc gia và nội dung gần gũi, dễ lấy điểm. Cảm ơn các em đã theo dõi, chúc các em học tốt.